Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Icon. Thì hôm nay mình có một buổi gặp với một bạn trong nhóm tăng chiều cao ở Sài Gòn. Đó, thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu nha? Tên Vũ Huy, 2005. Bạn Huy là đã tập được bao lâu rồi em? Tập được 6 tháng. 6 tháng. Là trong là lúc chưa tập gì em mét bao nhiêu và hiện tại là một mét bao nhiêu? Lúc chưa tập là mình mét số 4 và bây giờ được 1m71. Mét 64 là 1m71 là được 7 tháng nha. Là trong vòng 7 tháng đúng không? Mấy tháng? Là một tháng đó mình lên được khoảng 1cm á. 2 tháng đầu thì lên được 3 cm. 2 tháng đầu là lên được 3 cm. Rồi thì sau từ 1 xong có tháng mỗi sang cứ tháng sang. Nói chung là trong 7 tháng, mấy tháng đầu thì thường thường nó sẽ lên nhanh hơn đúng không? Thì trong 7 tháng đó em đang tập luyện những gì, em nói to lên cho anh sẵn hỏi xem. Em tập những bài super set của anh Nguyên. Tập mỗi ngày. Ngoài những bài tập của anh ra thì em có tập gì nữa? Đa số thì em tập bài của anh Nguyên không? 7 tháng lên 7 xăng quá là ngon ha. Là từ năm 2022 đến bây giờ á. Thì không biết là hiện tại là 1m71 đo bằng gì em? Đo bằng sáng đo bằng sáng đi khám nghi vụ thì người ta đo cho em được 1m71. 1m71 thì em biết hiện tại là 1m71, em hài lòng chưa? Em chưa hài lòng lắm. Em không biết là mục tiêu của em là 1m bao nhiêu? Mục tiêu của em là ngang anh Thanh Nguyên. Là mét tầm 1m76 trước rồi tính tiếp ha. Đúng rồi. Nếu mà lỡ mình đạt được nhiều hơn thì mình cảm thấy như thế nào? Biết anh Nguyên chia sẻ những bài ra các bạn giúp mình cao lên. Không biết là ba em cao mét bao nhiêu, mẹ em cao mét bao nhiêu? Ba mình cao mét 67, mẹ cao mét 55. Là hiện tại cao hơn ba một xíu rồi đó, mấy sang rồi đó ha. Sau cái 7 tháng luyện tập như vậy thì ngày nào cũng tập chăm chỉ thì em có cái gì đúc kết cho mấy bạn để chia sẻ mấy bạn tiếp hay là lời khuyên gì đó? Đúc kết là cứ tập thôi, đừng có ngày nào cũng đo hay suy nghĩ, chung tập cho khỏe. Đừng có nản là thôi không cao. Rồi em muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì không? Chúc mấy bạn năm nay hoàn thành được mục tiêu cao hơn. Tại 2 cây mấy, 2 cây 5 nè. Dạ 2 cây 5. Rồi còn em muốn có chia sẻ gì nữa? Chia sẻ hay là vậy được rồi. Chắc vậy được. Chia sẻ ngắn vậy thôi ha. Cảm ơn bạn Quốc Huy. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share đồng hồ cho tụi mình nhé.